Xin mời tất cả các anh chị đi vào tham quan một căn đang hoàn thiện nội thất ở tại dự án The Global City. Dãy này là dãy liên kế 3 các anh chị nhé. Có diện tích đất là 95m², xây dựng là 1 trệt 4 tầng và chúng ta sẽ hoàn thiện thang máy. Đây khu vực thang máy thi công. Thế còn con mình coi bên dưới đi. Bây giờ hiện nay công trình cũng đang trong quá trình để những cái trong giai đoạn thi công lan can cho nên là đúng rồi, chính vì như vậy nếu mà đi xem cái bên trên mình sẽ hẹn một cái ngày độ đó, ví dụ như tầm khoảng mình đây á, mình làm khoảng bao nhiêu lâu đây? Dự trù đâu đó tầm 1,5 tháng em sẽ hoàn thiện và bàn giao cho chị chủ nhà. Thì nếu được thì 1,5 tháng nữa mình sẽ thể quay lại quay để cho tất cả anh chị xem. Ok, em cái kênh TikTok của em là cái gì nhỉ? TikTok của em là Sơn Ve Chai. Sơn Ve Chai nha các anh chị. Hiện nay là Sơn đang làm rất là, thực sự là nghe chia sẻ sơ qua cũng rất là giỏi đấy. Và hiện nay là chủ, tức là làm chủ công ty nhưng mà vẫn trực tiếp quản lý công trình. Chính vì như vậy, cái yếu tố này rất là quan trọng để các anh chị chúng ta có thể tin tưởng cũng như là an tâm trong việc mà chúng ta chọn cái đối tác để chúng ta có thể gửi gắm tất cả những cái gì mà các anh chị mình mong muốn ở tại căn nhà của chúng ta để làm hoàn thiện cái gì đó. Thì khi mà các anh chị chúng ta cần sự thay đổi gì đó, thì lúc nào cũng có Sơn Ve Chai. Ok, thì chắc chúng ta cũng xem như thế này được rồi. Thì hẹn một ngày nào đó gần nhất thì sẽ gặp Sơn Ve Chai để quay review những cái hình ảnh khi hoàn thiện cái căn nhà này nhé. Okay. Chúc cho Sơn thật nhiều sức khỏe và công việc thật nhiều thuận lợi. Em có chia sẻ gì thêm với lại khán giả? Thì mọi người nếu có thiết kế thi công hoàn thiện nội thất thì liên hệ trực tiếp với bên em với kênh TikTok là Sơn Ve Chai nhé để được tư vấn cụ thể. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ. Ok, cảm ơn. Ok. Ok.